chị ạ. Chị ơi, hôm nay chị đến đi cây để làm những dịch vụ gì ạ? Mày vô mỹ của chị là hết. Tiền thì không quan trọng nữa. Vâng. Dạ vâng ạ. Thế bây giờ em sẽ viết từ tính hóa đơn cho chị nhé. Ok, em không tính cho chị đi. Chi tiết về em ạ. Chị là mày môi mí là làm. Chị ơi, tổng của chị là 14 triệu và sau giảm giá là em còn 10 triệu chị ạ. 10 triệu em? Dạ vâng ạ. Em đợi chị tí nữa, chị ra ngoài lấy cái đồ đi nhá. Em ngồi đợi chị. Hả? Ôi chị ơi, ôi chị ơi, chị ơi, chị ơi.